Có con mắt rồi nha, tính nó đi lòn quá không biết đâu. Cực bịp. Chinh phục level 1 lên đánh là có luôn, còn Nam mơ kiếm thì đánh không lại thôi. Mơ kiếm đánh không lại ai chấp level 1 đâu. Chuột nó giúp rừng top rồi thấy không? Ai chóc không? Tí mới thấy đồ con chuột làm không phải chạy về liền nha. Ok ok, lấn hết rồi. Cay dữ là ta dính 3 chiều mất ít máu à. Từ đi cứ từ từ bình tĩnh không ơi. Lữ Hoàng Nam này không đánh ơn Cao Vương Đình Huệ à ông? Nó đã xong rồi. Đâu? Thế nha. Cụ mà đây nè, lợn nhựa nữa đấy chứ. Ô ô ô ô ô ô ô ha. Má gió chuột này nữa. Phản tấn tài vào dung tim nó đi em. Chưa có đồ chứ vào mất công lập nó. Chuột nó ra không ơi. Chuột nó ra. Hay thật. Tôi lười đánh không là tại vì chưa có đam á không anh. Tổ phỉ cơ mà. Chuột nó mới ăn red xong á, rồi mờ nó trên nên nó là bình thường không? Nó ở trên đây nó cũng bình thường à. Tuyệt. Bot à. Ok.
ít đèn quá rồi. Đúng rồi. Mẹ mình. If you miss me one time, I'll be there. It's me! You have been slain. An enemy has been slain. Thằng bãi này đúng không? Ừ, cái này. Đào. Mẹ thứ ba luôn nè. Mẹ luôn nè, mẹ luôn nè. Chuối luôn nè. Ngon luôn. Ngon luôn đó chứ. Sóc Khánh Sinh thơm. Ngon luôn. Ti ti ti. Xong rồi. Này. Vào combat team kia có tên mô bản sợ không? Sợ chứ. Sợ nó thua. Sóc Khánh Sinh, tìm bản chuẩn bị di di mặt cười lộn rồi. Có vợ chuột nếu nghĩ nó có lên không nhỉ, nó không nhỉ? Có lợn chuột nếu nghĩ nó có lên không, phải không? Ôi tí máu rồi lập nó luôn nha. Hồi lại tầm 700 máu rồi, ok. Băng này máu tôi nghĩ dư sức lực nó rồi. Rồi, mình đi luôn rồi. Cũng sức đau mình. Dạ, quá. Adam 99, nó lên. Lên nó nuốt luôn. Bộ nó bằng này máu mà nó dám lên hả? Yên lừng, đàn tính là cuối trận ngang cấp phun đồ nó bảo chất đi. Huy Hoàng Nguyễn, nghỉ đánh với Norton thì sao anh? Phun đen. Thiên lùn, tôi thì bảo chấp nó ba cái tốc biến. Chơi giờ chấp. Chơi có bình thường thôi. Mà tự tin thì cứ pick vô mà đánh chấp chấp gì. Hay chấp. Chấp vào đớp rừng mà lợn chuột này. Cay lắm mà. Cụ nó luôn. Kiên lùn, nó cố chấp cái quy của Temo Carter được y, nhưng nó đâu biết quy của y cũng outplay được quy nó. Mong lên hai nạn vật là nó săn cỏ lên mẹ nó. Thấy cái khăn không đủ lên cái thanh tẩy nữa. Mình đánh vợ này quá đúng không? Vợ té chạy ra. Ui. Ui, ui, trời ơi. Chuột đâu rồi? Chuột kia rồi. Thấy rồi. Trời ơi, đắp này đắp lại.
Nó có máy quét à, mắt tím luôn. Gặp ghê ta. Chơi à. Bấm đúp kéo được luôn. Bấm lòi có mắt. Tìm hai phép mà vài phép à. Một mình nó ép tật. Nếu mà không tính mình thì nó ăn nhiều mẹ nhất tem rồi, 13 mẹ luôn. Ép, 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 ép. Ép bay cả đạn nữa. Bông lên tí được không? Có chuột rồi. Chuột ra dưới boss luôn rồi. Sát thánh sinh xong vừa mê. Năm cái ulti thì may ra đép được chứ. Vợ level lan nó mạnh dữ rồi trời. Giết nó, à, chết rồi. Seret nó ra rồi cái Venta được. Tăng tốc farm đi. Seret nó ra là mấy Venta nổi đúng không anh? 4 Venta là phải nhấn gì? Ok, chốc solo Kiworo. Anh đi, tao qua đá nơi rồi. Trời ơi, chạy. Qua đá không? Có qua đá là có Venta. Thôi, không có qua đá luôn. Thôi là cái Venta chính thức rồi, em nghe em cũng được. À, vẫn thích Venta hơn quá. Vẫn thích Venta hơn. Chỉ chuột. Hay nè. Chót nè. I
Được rồi. Chúc. Tìm nó đi luôn à. Có vợ chuột thì nó săn nó đánh được à, khó quá. Đánh nó đi. Mẹ mày đánh mà mày để support nó gây đam mà. Chịu chứ người ta. Đánh nó, đánh nó. Một người nằm xuống rồi đi. Ờ kìa kìa. Gì hả? Ôi, cho tao quy ra ngoài đi. À. Mẹ mày lính nhiều, tao về tới nơi rồi đó. Đéo về luôn. Quá mệt mỏi. Nguyễn Thị Thảo, chán tốc rồi à ông? Đâu ra support thôi chứ. Gần đây. Đồng bè thôi. Chắc cũng được, đánh được đó. Giờ chạy lên, chắc ở đây nó bay màu gì không? Chết mà. Chết. Chết rồi. Wow. Mất từ gì ba mạng à. Ý vào đập nó sau được ta. Đẩy lẹ lên AD nó ra. Ok ok. Em cũng xe cũng hụt nó. Có, đập đó. Đã đánh trước à. Ui, chắc không bị chỗ bắn đâu. Ok, tưởng nó chưa đánh ra rồi cái nào chứ. Nó đã đánh được cái rồi. Sao sụp bọc là ăn cũng ok. Tên, cắt hết ra. Ghê ra. Đã 5 mặt tên 6 luôn nè. Ngon dữ vậy trời. Lin ơi. Đừng cố gắng chạy thoát khỏi bàn tay của tôi. Sụp luôn. Ghê vậy trời. Chính là ra đắt chỗ này. Nguyễn Thị Thảo, ông đi tốt còn tôi đi rừng, tôi thấy rừng gánh tem tốt hơn mà. Tôi đi tốt thôi, đi theo viewer chứ. Người ta thích coi đi đâu tôi đi đó thôi. Thấy không, 5 phút 6 mạng nè. Nguyễn Hoàng An, đi lây vợ. 5 phút 6 mạng này nè. Tới luôn đó chứ. Đây là mạng thứ 6 của tôi luôn á. Nguyễn Hoàng An, đi chơi luôn. Chạy 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 đi. Đi xin nó KS cho nó bỏ ngay đây luôn kìa. Dạ dạ. Từ dạ bộ trong Lee Jin nó hết máu đi, nó mới lên cao được đúng không ạ? Vợ đây có chiều lắm. Rồi, sống luôn rồi. Chiều đốt, solo bro. Và wow, 7 mẹ. Nữa, shut down hoàn luôn. Thấy chứ đâm mà. Không dài chiêu nữa. Trời đủ. Chết với mày luôn nữa. Cho xin con lính đường đi. Tao gan ta giúp nhiều lắm rồi đó. Nhất bi có tầm nhất vũ trụ. Bi này. Bi có tầm nhất rồi.
Pha đó mình tính cái S mà cái S đéo được. Hay. Đó, đây rồi. Tốc biến tiêu đi. Lại đi. Lẹ thôi. Nhanh chóng rồi. Wow, ăn luôn lính sau luôn. Ok ok. Đó. Để cho con xe farm này farm một con xe. Giỏi. Thằng kia nó cao luôn rồi gì á. Blitz á. Nguyễn Thị Thảo, vãi cả có tâm. Control nhẹ một chút xíu, né quy nè. Đúp mình cũng giảm đam được mà cái quy mình cũng né được rồi kìa. Mày ta ăn hết lính nó tới nơi luôn rồi. Anh ta đúng không? Lên top là chiều chiều coi. Trên nền cái vẻ xanh cao thớt thì ảnh sư dạ nè. Bật rơ bật rơ bật rơ. Trời ơi chạy tới gần người nó bật rơ chứ. Trời ơi trời ơi. Ta ăn lính giùm cho nha. Cái này không đẩy đâu gọi là ăn giùm. Đi sức bọt thiếu lính quá. Thọt cấp đó. Đánh mà không ăn lính là tí thọt tiên luôn á. Giờ vào rừng tìm rừng nó nè. Kenan. Điệp Trần Xuân, lên cao thủ đánh được như này nữa không anh? Cao thủ đánh được như này không? Cao thủ ăn hành gặp hồn với đánh đấm này. Đấy, có mẹ luôn này. Bật rờ là kiểu gì bú. Vàng A Chảnh không hay, chỉ biết chơi y thôi à? Cứ bật rờ lên mà bú thôi, chơi game này có tiền. Solo Boro. 10 mạng. 10 mạng quá à. Ta biết làm cái Tông Minh, SP cho con S gì quất rồi đó là không thọt. Quát. Chết bây giờ thằng Kathleen nó chạy qua kìa. Đánh không biết nhìn map gì hết. Nghe chưa? Sao? Hôm nay vậy ha, SP rồi, 10 mạng. Đi thôi. Ok ok, từ con này, con này. Cho thớt này. Trời ơi. 10 mạng là sai rồi, 11 mạng, 13 mạng rồi. 16 phần 13, 13 phần 16 rồi đó. Đánh được 3 cái nha. Này cho đi xin ăn. Ok ok ok. Nguyễn Văn Thuận, nãy giờ có gáy chưa mặt cười. Chưa gáy câu nào luôn, chưa được gáy luôn á. Chưa dám gáy, gáy vậy nó chửi cho. Ồ, thấy không, support cắm hai con mắt luôn. Ghê chưa? Đùa. Chùm support đấy. Ừ nha. Mình chắc không cần rờ đó, đúng không anh? Không cần rờ đó. Nếu mà rờ nó chết chắc rồi. Rồi chạy. Đi đâu ở đâu à, Saka la Saka đâu à. Sang, SP tìm bạn nản quá, uất lên. Cho hai đây chết trước đi. Đó, anh chui vô, anh bắt ra đêm mình nè. Có rờ không ta? Asala. Ok, ok. What the fuck? Cho hai đêm mình làm một câu đúng không? Yeah. Rồi đi. Cái này chứ. Đây một mạng nữa là 13 mạng rồi này. Tiếp phàm mà còn đó rồi. Cá thớt. Thớt này chắc một cái đánh thường chết cái đấy. Chúng một đánh thường luôn. Không hơn không kém đâu. Chạy đi. À, cái trò gì á. Là sao à? Gà chứ là sao à, đại ca? Mộ ốc, xanh thế tem BN đánh kiểu gì mặt mếu? Là gà chứ sao?
Số thứ 3, loanh gì vậy anh? Đông rồi. Sắp tôi đánh cho 2 hiệp cái AFK luôn rồi. Vẫn đi ra nó tem này. Cái nen này chắc mục tiêu là tốt chứ. Nen mà rờ choáng à. Rất tiếc, sắp thương quá to. Mẹ ơi, 15 luôn. Bắt rờ mà dí đúng không anh? Bắt rờ mà dí thôi. Anh 18 bình 21 rồi đó. Này mẹ nó nè. Quấy. Ok, ok, lá đồ á. Wow, thiềm nghéo à. Nguyễn Thị Thảo như đánh máy ý. Máy thật mà. Mình ra đánh máy. Này được rồi, phát lắm. Nào chết. Con AD chết rồi. AD dự bị. Support mày chạy à. Chắc có thấy mày rồi. Đấy là đúp vô tôi cái là tôi quy kịp thằng cái nen à, bú rồi. 16 mà được có 100 số, chết mà. Nó nói luôn chứ. Mày chứ hả? Chiếu mà thấy mày luôn á, chạy đâu nó mày chạy. Bình Dương Nguyễn, người ta Fram lính bằng TCT Yến Y Fram mạo vượt PG. Mẹ nó nói chứ. Ngu này. Ai, bắn lắm á. À, tao cái đi. Được đỡ tao, khỏi đỡ. Cái này nó khó rồi. Má, cá đi đừng có biết chơi đó ta. Ghê trời. Gì là cái thuật đó mày. Không mà ăn hay là trước không? Cát Linh để sau đó mày. Cát Linh thì nó để sau đi. Nhường mẹ tem đó chưa. Nhường mẹ cho tem rồi đó. Ôi hình như nó có bình máu, nó sống được ta. Chết. Rồi, đây rồi, đây rồi. Kẻ thù thiệt kiếp của tiếng bịp. Đấy, cắt liền. Nguyễn Thị Thảo, bắt nó đánh tốt giá. Bắt buộc phải trả giá, ok ok. Combo mà sống kìa. Cái cả đạn là... Nó tính nó bắn cái rờ lại y đó. Combo vậy mà sống được kìa, mấy không? Chơi game khó vậy. Mãi cả đạn là... Đây nó 1-11 luôn rồi. Ê, chén đào nó đấy. Thằng Mai Gia có R. Mai Gia có R nó chạy trước luôn. Nguyễn Thị Thảo, nó hồi máu. Solo Boro. Lì xì anh giúp cho ông đéo đục đàm nhé. Chuẩn bị bán đồ support nhé. Nguyễn Thị Thảo chuẩn bị bán đồ SP. Rồi sẽ làm cắt xa la cắt tá đà ma. Đù Ken Nen. Ý ta mới bật cây đó. Ok, cây vậy. Má chứ. Ừ. Cá
Asalakapadama. Lết méo nổi luôn. Lết ra ngoài méo nổi luôn. Đi con ơi. Nghe mày lên đồ hơi chậm lắm rồi. Em mày lên đồ hơi chậm. Nhưng mà cũng ok rồi.